Những lá thư anh gửi em đều đọc không sót câu nào. Nỗi nhớ anh đang làm em mong mình hẹn hò nữa đi. Đến đón em chiều nay đi, dẫu khác nhau đôi điều, em đành lúc anh sẽ lãng mạn. Chính những điều này làm em tin tình yêu hai chúng ta trở nên thú vị. Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, che ba năm rồi đây, suốt thời gian qua anh đã ở đâu sao không ngờ. Dẫu khác nhau đôi điều, em lại lúc anh sẽ